Cả nhà hôm nay em làm bữa ăn cho gia đình. Đây là bò xào củ hành, còn đây là cá dầu đếm kho ủ còn, còn đây là sườn heo rim mặn ngọt cả nhà. Bò thì em mới bỏ vô cái tỏi xong em bỏ vô cho xào bò cho nó săn cả nhà. Bò thì sơ sơ được cái nhà em thì gia đình em nhà ăn hành sống không được, bỏ vô cho nó chín chín cả nhà. Cái này chín hành nữa là dừa, chín hành là thịt bò chín luôn cả nhà. Em cũng nêm đường bột ngọt cà no rồi muối rồi cả nhà, thấy hay like share và ủng hộ đăng ký kênh giúp em cả nhà, cảm ơn cả nhà nhiều.